Chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Hồng Đồ Họa Online. Trong nội dung video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tải và cài đặt phần mềm quay video màn hình khá là chuyên nghiệp, đó là phần mềm Active Presenter của hãng Atomy. Phần mềm cho phép chúng ta biên tập video và quay video màn hình cũng như tạo các bài giảng online. Chúng ta sẽ tải phiên bản miễn phí và bản mới nhất của phần mềm Active Presenter từ hãng Atomy trong nội dung video này. Và tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để thiết lập ngôn ngữ tiếng Việt ở trên phần mềm, giúp cho chúng ta có thể dễ dàng sử dụng. Và đồng thời thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tải tài liệu từ hãng Atomy, tài liệu hướng dẫn cách sử dụng phần mềm Active Presenter 8, phiên bản 8.3. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cài đặt. Các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video mới từ kênh Học Đồ Họa Online. Ok, bây giờ để tải và cài đặt được phần mềm bản bản quyền miễn phí, chúng ta sẽ truy cập vào trang chủ của hãng Atomy. Các bạn bật trình duyệt web lên. Sau đấy chúng ta ở dòng tìm kiếm chúng ta sẽ nhập vào từ khóa tìm kiếm là Active Presenter như các bạn đang quan sát thấy. Sau khi nhập vào từ khóa tìm kiếm là Active Presenter thì các bạn gõ Enter thì trang chủ của hãng Atomy sẽ hiện lên ở trang tìm kiếm đầu tiên này. Các bạn nhấp vào phần Download Active Presenter Video Editor. Khi chúng ta nhấp vào đây thì chúng ta sẽ truy cập trực tiếp vào trang chủ của hãng Atomy và chúng ta sẽ tiến hành tải phiên bản cài đặt trên trang chủ này. Ở đây chúng ta có phiên bản mới nhất là phiên bản 8.53 cho Windows và cho MacBook. Với phiên bản này thì chỉ sử dụng cho máy có hệ điều hành là 64 bit. Ở đây chúng ta quan sát thấy là phiên bản mới nhất này được xuất bản vào ngày 8 tháng 10 năm 2021, dành cho Win 7 đến Win 11 và tương tự cho hệ điều hành của MacBook. Như vậy nếu như chúng ta sử dụng MacBook thì chúng ta tải các bản cài đặt bên tay phải và sử dụng Windows thì tải các bản cài đặt bên tay trái. Trước khi tiến hành tải bản cài đặt phù hợp thì chúng ta cần biết được là máy của chúng ta đang sử dụng hệ 32 bit hay là 64 bit. Để kiểm tra thì chúng ta làm như sau. Để kiểm tra được hệ điều hành trên máy của các bạn là 32 bit hay 64 bit thì các bạn nhấp chuột phải trên biểu tượng Disk PC và các bạn chọn vào Property. Và ở trong mục Property này các bạn sẽ quan sát thấy một phần đó là System Type. Nếu như các bạn quan sát thấy ở đây là 64 bit thì máy của các bạn là hệ điều hành 64 bit và nếu như là 32 bit thì máy của các bạn là hệ điều hành 32 bit. Như vậy máy của mình là hệ điều hành 64 bit thì mình sẽ tải bản mới nhất, còn nếu như máy của các bạn là 32 bit thì các bạn tải bản phía bên dưới cùng. Ở đây mình nhấp vào download. Sau khi nhấp vào download thì máy sẽ tự động tải phiên bản cài đặt về ở góc bên tay trái phía dưới màn hình. Ở đây các bạn chú ý với một số trình duyệt web thì file download sẽ nằm ở góc bên trên bên tay phải này với biểu tượng download phía bên trên này. Ở đây thì chúng ta nhấp chọn vào Show Open. Tiếp theo thì chúng ta nhấp chuột phải trên file cài đặt đã tải về để tiến hành cài đặt. Các bạn chú ý các bạn nhấp chuột phải. Sau đấy chúng ta sẽ chọn vào Run Administrator. Sau khi nhấp vào đây thì máy sẽ tiến hành quá trình cài đặt. Và ở bước tiếp theo thì các bạn chọn vào Z để chạy dưới quyền Admin. Sau đấy thì ở mục này thì ở bước này thì chúng ta sẽ nhấp vào I accept the agreement. Các bạn tích vào đây. Bước tiếp theo thì các bạn chọn Next. Và bước tiếp theo chúng ta sẽ để mặc định và chúng ta chọn Next. Và bấm Install. Bây giờ thì máy sẽ tiến hành cài đặt. Đây là phần mềm khá là nhẹ nên quá trình cài đặt sẽ diễn ra khá là nhanh. Sau khi chúng ta tiến hành cài đặt xong thì máy sẽ tự động truy cập vào trang hướng dẫn của hãng Atomy. Ở trang này thì chúng ta sẽ có thể tiến hành tải các phiên bản hướng dẫn file PDF về cách sử dụng phần mềm. Ở trên trang này chúng ta sẽ có ngôn ngữ là tiếng Anh, tiếng Nga và tiếng Việt ở đây. Như vậy
Khi chúng ta truy cập vào đây thì chúng ta có thể xem và tải các bản PDF hướng dẫn sử dụng phần mềm từ trang này. Ở đây mình sẽ nhấp vào đường link file hướng dẫn tiếng Anh này. Thì chúng ta sẽ tự động mở file hướng dẫn ở trên trang web này lên. Và các bạn sẽ quan sát thấy chúng ta có các phần hướng dẫn và mục lục rất là chi tiết về hướng dẫn các cách sử dụng bằng ngôn ngữ là ngôn ngữ tiếng Anh. Và để tải được file hướng dẫn này về thì các bạn nhấp vào biểu tượng download ở phía bên trên này. Sau khi chúng ta nhấp vào thì chúng ta có thể lựa chọn thư mục mà chúng ta muốn lưu, sau đây chúng ta bấm lưu lại. Ở đây mình lưu lên trên desktop. Tiếp theo bây giờ mình trở lại trang phía trước này và các bạn sẽ quan sát thấy chúng ta có ngôn ngữ chúng ta có file hướng dẫn ngôn ngữ tiếng Việt ở đây, các bạn nhấp vào đây. Sau khi nhấp vào thì chúng ta sẽ truy cập vào trang hướng dẫn dạng file PDF như các bạn đang quan sát thấy. Và chúng ta có phần mục lục hướng dẫn rất là chi tiết từng phần, giúp chúng ta có thể dễ dàng nắm bắt được cách sử dụng phần mềm Active Presenter bằng ngôn ngữ là ngôn ngữ tiếng Việt. Tiếp theo thì để tải được file này, các bạn nhấp vào download và tải file này về máy. Ở đây mình sẽ lưu file này trên desktop. Như vậy đến đây chúng ta đã tải được file hướng dẫn sử dụng chi tiết phần mềm Active Presenter bằng tiếng Việt. Chúng ta thoát ra và ở đây thì chúng ta sẽ nhấp vào Finish để hoàn thành quá trình cài đặt. Sau khi chúng ta nhấp vào Finish thì máy sẽ tự động khởi động phần mềm Active Presenter. Và các bạn quan sát thấy đây là giao diện chính của phần mềm Active Presenter. Và hiện tại chúng ta quan sát thấy ở đây, chúng ta đang sử dụng phiên bản Free Edition, tức là phiên bản miễn phí và ngôn ngữ hiện tại đang là ngôn ngữ tiếng Anh. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thiết lập ngôn ngữ tiếng Việt. Để thiết lập được ngôn ngữ tiếng Việt, các bạn bấm vào biểu tượng bánh xe phía bên dưới này. Sau đấy trong hộp thoại Preference, các bạn nhấp vào tab General. Ở trong này các bạn sẽ quan sát thấy mục Display Language. Chúng ta sẽ nhấp vào và chuyển sang ngôn ngữ là ngôn ngữ tiếng Việt. Và một phần nữa, đó là phần Display Theme. Các bạn quan sát thấy hiện tại đang là màu light, tức là màu sáng như các bạn đang quan sát thấy. Chúng ta có thể chuyển sang màu dark. Và phần phía bên dưới này là phần Project Language, tức là ngôn ngữ của các cái file mà chúng ta tạo ra. Nếu như chúng ta muốn đổi sang tiếng Việt thì chúng ta hoàn toàn có thể đổi sang tiếng Việt. Phần tiếp theo, ở phần Default Project Size này chúng ta để mặc định là 1920 1080. Tiếp theo thì chúng ta quan sát thấy chúng ta có hai phần, đó là phần Project Location và phần Template Location. Phần này là phần lưu các file tạo và phần Project Location là phần địa chỉ chúng ta sẽ lưu file. Mình sẽ thiết lập lại địa chỉ này. Mình sẽ rời về ổ đĩa E mà đưa vào trong mục Video. Trong thư mục Video này mình sẽ tạo một folder mới ở trong này và mình sẽ đặt tên là Active Presenter. Như vậy thì khi chúng ta chọn folder Active Presenter mới tạo này, chúng ta nhấp vào Select thì các lần lưu tiếp theo thì máy sẽ tự động lưu vào địa chỉ này khi chúng ta lưu file chúng ta đã tạo. Tương tự cho phần Template Location, chúng ta nhấp vào Change và chúng ta cũng có thể thay đổi địa chỉ lưu file tạm này. Ở đây thì mình sẽ lưu về ổ đĩa E và mình lưu về thư mục Active Presenter mà mình đã tạo. Trong thư mục Active Presenter này mình sẽ tạo một folder là folder Template. Như vậy thì sau khi chúng ta làm việc và quá trình các file tạm sinh ra thì máy sẽ tự động lưu vào phần folder mà chúng ta đang tạo ở đây. Như vậy đến đây thì chúng ta đã setup xong địa chỉ lưu file. Và ở phần dưới này, như mình đã nói thì chúng ta sẽ giữ ở mặc định ở khổ hình là 1920 1080 Full HD. Chúng ta có các tab tiếp theo. Ở đây thì chúng ta không cần quan tâm nhiều, chúng ta chỉ cần setup ở phần General. Như vậy sau khi setup xong phần General thì các bạn bấm vào Apply. Sau khi chúng ta bấm vào Apply thì chúng ta sẽ thấy một dòng thông báo, đó là cái thay đổi về ngôn ngữ mà chúng ta đã thay đổi thì đã thành công và sẽ được áp dụng trong lần khởi động tiếp theo. Tiếp theo thì chúng ta quan sát thấy là giao diện đã chuyển sang màu tối do chúng ta đã thay đổi ở mục Display Theme. Như vậy nếu như các bạn không muốn màu tối này thì các bạn có thể chuyển sang màu light và bấm vào OK. Như vậy bây giờ hiện tại ngôn ngữ vẫn là ngôn ngữ tiếng Anh.
Chúng ta sẽ tắt phần mềm đi và khởi động lại phần mềm để có ngôn ngữ tiếng Việt. Chúng ta có thể nhấp mở phần mềm ở biểu tượng icon trên desktop hoặc là vào trong biểu tượng Windows và chúng ta tìm đến Active Presenter. Hoặc chúng ta có thể nhấp vào biểu tượng tìm kiếm và gõ vào Active Present. Như vậy thì chúng ta sẽ quan sát thấy là phần mềm Active Presenter hiển thị ở phía bên trên này. Chúng ta nhấp vào để khởi động phần mềm lên. Sau khi khởi động phần mềm lên thì các bạn quan sát thấy ngôn ngữ đã được thay đổi sang ngôn ngữ tiếng Việt. Như vậy thì chúng ta đã có giao diện làm việc là giao diện mô phỏng bằng tiếng Việt sẽ rất là dễ và thuận tiện cho việc chúng ta tiếp cận với phần mềm Active Presenter để sử dụng quay video màn hình cũng như là tạo các bài giảng. Chúng ta đã tải phiên bản hướng dẫn sử dụng phần mềm bản tiếng Việt về thì chúng ta có thể mở phần file PDF hướng dẫn sử dụng tiếng Việt này lên và chúng ta có thể tìm hiểu các nội dung hướng dẫn ở trong này để tìm hiểu sâu hơn về cách sử dụng phần mềm một cách chuyên nghiệp hơn, đáp ứng cho nhu cầu công việc của chúng ta. Ở đây chúng ta có phần các phiên bản Active Presenter ở trang số 17. Chúng ta nhấp vào đây thì file sẽ tự động chuyển đến trang số 17. Và ở đây chúng ta có thể quan sát thấy chúng ta có phiên bản miễn phí, free. Phiên bản này thì được thiết kế để cho chúng ta có thể tạo ra các video hướng dẫn hoặc là hỗ trợ quay video màn hình, chỉnh sửa video và xuất các file này ra dạng MP4 hoặc là WAV. Như vậy nếu như chúng ta chỉ đơn thuần sử dụng phần mềm để quay video và chỉnh sửa video thì phiên bản này là hoàn toàn đã đáp ứng nhu cầu công việc của chúng ta. Phiên bản tiếp theo là phiên bản tiêu chuẩn, phiên bản standard. Thì phiên bản này ngoài những tính năng đã có sẵn ở trên bản miễn phí thì có thêm các tính năng là cho phép chúng ta xuất các bài giảng ra dạng PDF hoặc là file Word, file Excel, file PowerPoint. Và phiên bản này được sử dụng với mục đích thương mại, tức là với bản standard này thì chúng ta phải mua. Bản tiếp theo là bản Pro. Bản Pro thì có đầy đủ các tính năng. Ở đây thì chúng ta sẽ quan sát thấy là các bạn có thể sử dụng tất cả các tính năng của bản Active Presenter Pro trong bản 3. Nhưng khi đó, dấu bản quyền sẽ được thêm vào trong các kết xuất không miễn phí. Như vậy có nghĩa là chúng ta có thể sử dụng bản miễn phí và có thể sử dụng tất cả các tính năng của bản Pro. Nhưng khi chúng ta xuất ra video hoặc xuất ra các file thì sẽ có logo Active Presenter ở trên file của chúng ta, như chúng ta đang quan sát thấy đây. Ở video này các bạn sẽ quan sát thấy là chúng ta có logo Active Presenter ở phía bên trên, bên tay phải của video. Và ở góc dưới bên tay trái thì các bạn thấy có một vùng làm mờ. Lý do chúng ta có logo Active Presenter ở trên video này là do mình đã sử dụng phần mềm Active Presenter để chỉnh sửa video và khi chỉnh sửa thì mình sử dụng tính năng làm mờ video, một tính năng mà chỉ có ở trên phiên bản Pro. Do vậy cho nên là khi xuất ra video thì chúng ta có logo Active Presenter ở góc bên trên, bên tay phải này. Như vậy nếu như phần logo này không ảnh hưởng gì đến chúng ta thì chúng ta có thể sử dụng tất cả các tính năng của bản Pro trên phiên bản miễn phí mà chúng ta đang dùng như là xuất sang file PowerPoint, Excel, Word hoặc là xuất sang file PDF thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng để xuất ra một cách bình thường như phiên bản Pro. Các bạn cũng sẽ quan sát thấy tính năng hiệu ứng làm mờ đây, hiệu ứng làm mờ video đây. Do mình sử dụng tính năng làm mờ video này nên là quá trình xuất file thì trên file mình xuất ra, video mình xuất ra đã có logo Active Presenter. Và nếu như chúng ta không sử dụng các tính năng này thì chúng ta xuất file ra thì sẽ không có logo Active Presenter. Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách quay video màn hình máy tính. Và sau đấy thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xuất ra file MP4, cách xuất ra file video. Và trong video tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để hiệu chỉnh một video trên phần mềm Active Presenter. Đầu tiên để quay được video màn hình thì các bạn sẽ nhấp vào mục quay video màn hình. Khi đấy thì chúng ta sẽ có một cửa sổ hiện ra như các bạn đang quan sát thấy ở đây. Chúng ta sẽ có hai vùng, vùng thứ nhất là vùng quay và vùng thứ hai là vùng âm thanh và welcome. Ở vùng quay thì nếu như chúng ta muốn quay full màn hình thì chúng ta sẽ nhấp vào đây. Khi đấy thì chúng ta sẽ quay full màn hình.
và máy sẽ tự động quay toàn bộ màn hình máy tính mà chúng ta đang có. Ở phần tùy chọn thứ hai là phần tùy chọn, chúng ta nhấp vào tùy chọn ở đây thì chúng ta sẽ có thể quay màn hình máy tính ở các khu vực mà chúng ta mong muốn. Chúng ta nhấp vào mũi tên tam giác này, chúng ta sẽ có các khổ quay mà chúng ta đang có đã được thiết lập sẵn ở đây, 400 x 300, 640 x 480. Một số khổ quay video cơ bản. Ở đây giả sử chúng ta chọn vào 800 600. Khi đấy các bạn sẽ quan sát thấy có một ô vuông hình chữ nhật màu xanh hiện lên, đây chính là vùng quay và kích thước quay là 800 600. Chúng ta có thể điều chỉnh bằng cách nhấp vào điểm nút phía cuối này và kéo ra thì chúng ta có thể điều chỉnh kích thước một cách linh hoạt mà chúng ta và chúng ta hoàn toàn có thể điều chỉnh theo vùng quay và khu vực quay mà chúng ta mong muốn. Và thông số khu vực kích thước khu vực mà chúng ta quay sẽ hiển thị ở đây. Ở đây thì mình sẽ chọn chức năng quay là quay Full HD, quay toàn màn hình. Và ở phần tiếp theo, chúng ta sẽ có phần âm thanh và webcam. Ở phần này thì cho phép chúng ta có thể bật tắt webcam và điều chỉnh các âm thanh mà chúng ta muốn ghi. Nếu như trong quá trình quay video màn hình mà chúng ta muốn quay cả hình ảnh của chúng ta thì chúng ta sẽ nhấp vào phần webcam này. Các bạn nhấp vào đây. Khi đấy thì webcam sẽ bật lên. Và nếu như muốn tắt đi thì các bạn nhấp thêm một lần nữa thì biểu tượng webcam sẽ tắt đi và quá trình chúng ta quay sẽ chỉ quay mình màn hình. Phần tiếp theo đó là phần bật tắt âm thanh. Chúng ta nhấp vào mũi tên này. Các bạn sẽ thấy hai phần, đó là phần thiết bị đầu vào và phần âm thanh hệ thống. Thiết bị đầu vào chính là phần micro. Phần micro này chính là phần micro có sẵn ở trên máy tính của chúng ta hoặc là một micro mà chúng ta kết nối vào. Phần thứ hai là phần âm thanh hệ thống. Âm thanh hệ thống chính là những âm thanh phát ra trên máy tính, trên hệ thống của máy tính trong quá trình chúng ta ghi âm. Và nếu như chúng ta muốn ghi thì chúng ta nhấp chọn vào speaker. Và nếu như chúng ta không muốn ghi thì chúng ta sẽ nhấp vào không ghi âm thanh hệ thống. Tương tự, nếu như chúng ta không muốn ghi âm thanh chúng ta nói hoặc là các âm thanh phía bên ngoài thì chúng ta sẽ bấm vào không ghi âm thanh từ micro. Khi chúng ta lựa chọn tùy chọn này thì quá trình chúng ta quay thì máy sẽ chỉ quay hình ảnh màn hình và sẽ không ghi âm. Ở đây thì mình sẽ bật chức năng này lên. Tùy theo mục đích của các bạn thì các bạn sẽ bật hoặc tắt phần microphone này. Như vậy trong quá trình chúng ta nói thì phần âm lượng sẽ chuyển động ở đây. Các bạn sẽ quan sát thấy thông số âm lượng trong quá trình ghi âm ở đây. Ở đây chúng ta có thể điều chỉnh lên tối đa hoặc là điều chỉnh nhỏ xuống để cho quá trình chúng ta ghi âm không có nhiều âm tạp âm ở phía bên ngoài vào thì các bạn sẽ để đâu đó khoảng 60 đến 70%. Tiếp theo một phần tiếp theo nữa chúng ta cần biết trước khi chúng ta bắt đầu ghi đó là phần thiết lập cài đặt. Các bạn nhấp vào biểu tượng bánh xe thiết lập ở đây. Khi đấy thì chúng ta sẽ có một số tùy chọn thiết lập ở đây. Thứ nhất là hiển thị vùng ghi màn hình. Và thứ hai là hiển thị thanh công cụ ghi hình. Thanh công cụ ghi hình chính là thanh công cụ mà chúng ta đang có ở đây. Như vậy trong quá trình chúng ta ghi mà chúng ta muốn hiển thị thanh công cụ này thì chúng ta sẽ nhấp chọn vào đây. Thì thanh công cụ ghi hình sẽ hiển thị ở phía bên dưới này. Quá trình chúng ta ghi thì sẽ ghi cả thanh công cụ này. Ở đây nếu như các bạn không muốn thì các bạn có thể ẩn đi. Tùy chọn tiếp theo là hiệu chỉnh về âm thanh đầu vào. Chúng ta sẽ nhấp vào hiệu chỉnh âm thanh đầu vào. Ở đây cho phép chúng ta hiệu chỉnh âm thanh đầu vào. Ở phần này thì chúng ta có thể điều chỉnh để chế độ hiệu chỉnh tự động. Và chúng ta có thể test bằng cách các bạn nhấp vào biểu tượng ghi âm ở đây. Thì khi quá trình chúng ta nói thì các bạn có thể quan sát thấy là tần số âm lượng sẽ dao động ở cột hiển thị này. Ở đây chúng ta bấm vào OK. Một phần tiếp theo mà chúng ta cần chú ý ở trong mục này là phần cài đặt quay. Các bạn nhấp vào cài đặt quay. Trong cài đặt quay sẽ cho phép chúng ta cài đặt âm thanh và video. Ở mục này chúng ta có thể để các cài đặt ở chế độ mặc định và các bạn có thể thay đổi theo mục đích và yêu cầu của các bạn. Phần tiếp theo
phần mà chúng ta cần chú ý trong quá trình chúng ta ghi hình màn hình, đó là phần con trỏ chuột. Ở phần này cho phép chúng ta ghi hoặc là không ghi con trỏ chuột. Nếu như chúng ta tắt chức năng này đi thì khi chúng ta ghi hình thì máy sẽ không ghi chuyển động của con trỏ chuột. Và ở mục bên dưới này là mục cho phép chỉnh sửa con trỏ chuột khi quay video màn hình. Chúng ta có thể bật lên. Khi chúng ta bật lên thì chúng ta có thể hiệu chỉnh con trỏ chuột khi chúng ta xuất video. Ở phần hiệu ứng con trỏ chuột chúng ta sẽ bật lên hoặc là tắt đi tùy theo mục đích của chúng ta. Nếu như chúng ta muốn hiển thị con trỏ chuột thì chúng ta nên bật phần này lên. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ lưu lại. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu ghi hình. Chúng ta nhấp vào biểu tượng record, biểu tượng ghi ở đây thì máy sẽ bắt đầu ghi video màn hình. Ở đây mình nhấp vào ghi. Quá trình đếm ngược sẽ bắt đầu từ 3 đến 0. Bây giờ thì phần mềm đã bắt đầu ghi hình màn hình. Như vậy thì như mình đã hướng dẫn các bạn, chúng ta có file sau khi chúng ta cài đặt xong phần mềm, chúng ta có thể tải file hướng dẫn sử dụng này về và chúng ta sẽ có thể nghiên cứu và tìm hiểu cách sử dụng một cách chi tiết ở trên file hướng dẫn này. Sau khi chúng ta tìm hiểu thì chúng ta có thể áp dụng và tiến hành quay và hiệu chỉnh video. Ở trong nội dung này mình sẽ hướng dẫn các bạn các kiến thức cơ bản để có thể chỉnh sửa một video đơn giản. Trong quá trình chúng ta quay, các bạn quan sát thấy là chúng ta sẽ không thấy thanh công cụ của phần mềm Active Presenter hiện lên. Thì các bạn nhấp vào mũi tên phía bên dưới này, sau hai icon. Sau khi nhấp vào đây thì các bạn sẽ thấy biểu tượng Active Presenter ở đây. Các bạn nhấp vào đây. Khi đấy thì chúng ta sẽ có thanh công cụ quay màn hình hiện lên. Và ở đây sẽ cho phép chúng ta quan sát thông số thống kê ở phía bên tay trái này, số lượng khung hình và số lượng khung hình trên giây. Và ở phần độ dài của video ở phía bên giữa này và phần âm thanh chúng ta ghi hay không ghi, chúng ta sẽ có chuyển động hiển thị tần số âm thanh ở đây. Như vậy bây giờ nếu như chúng ta muốn tạm dừng video thì chúng ta sẽ nhấp vào tạm dừng ghi. Và nếu như chúng ta muốn tiếp tục thì chúng ta sẽ nhấp vào một lần nữa thì máy sẽ tiếp tục ghi. Và nếu như chúng ta muốn dừng ghi thì chúng ta sẽ bấm vào dừng ghi. Và nếu như chúng ta muốn hủy bỏ thì chúng ta sẽ bấm vào hủy bỏ ghi. Ở đây mình sẽ bấm dừng ghi, mình sẽ chỉ ghi đến đây thôi. Sau khi chúng ta bấm dừng ghi thì phần video chúng ta quay video màn hình sẽ hiển thị lên như các bạn đang quan sát thấy ở đây, và chúng ta sẽ có nội dung ở phía bên tay trái này. Và ở bên dưới dòng thời gian bên dưới này chúng ta sẽ có các slide như là slide audio, slide video. Do trong quá trình chúng ta ghi hình thì chúng ta đã tắt chức năng là ghi âm hệ thống, cho nên là chữ file ghi âm thanh hệ thống sẽ không có ở đây. Như vậy chúng ta sẽ có hai slide là slide video là hình ảnh và slide audio tức là slide ghi âm. Ở đây chúng ta quan sát thấy là chúng ta sẽ có biểu tượng con mắt và biểu tượng ổ khóa ở đây. Nếu như chúng ta tắt biểu tượng con mắt này đi thì các thông số ở trên slide mà chúng ta tắt thì sẽ được ẩn đi. Như vậy khi chúng ta bấm vào biểu tượng con mắt này, chúng ta tắt đi thì video sẽ được tắt đi. Và nếu như chúng ta bấm vào một lần nữa thì sẽ được mở lên. Tương tự thì chúng ta sẽ có phần ổ khóa đấy. Nếu như chúng ta bấm vào khóa lại thì chúng ta sẽ không chọn được phần video này nữa. Như vậy trong quá trình chỉnh sửa thì chúng ta có thể khóa hoặc mở trong quá trình chúng ta chỉnh sửa để file sẽ không bị di chuyển. Tiếp theo thì các bạn quan sát thấy là chúng ta sẽ có các thanh công cụ ở phía bên trên này. Thanh công cụ cho phép chúng ta chỉnh sửa và hiệu chỉnh video nằm ở phía bên trên này. Và để phóng lớn thu nhỏ phần thanh trạng thái này, các bạn sẽ có biểu tượng phóng lớn thu nhỏ dòng thời gian ở đây. Chúng ta thu nhỏ dòng thời gian lại thì chúng ta sẽ quan sát thấy độ dài của video mà chúng ta vừa mới quay. Và các bạn quan sát thấy phần gạch đỏ đây chính là phần kết thúc của video. Như vậy video này có nội dung dài 1 phút 41
41 giây. Và chúng ta cũng có thể quan sát thấy nội dung video, độ dài của video ở đây. Tiếp theo thì chúng ta có thể điều chỉnh phần âm thanh này. Phần âm thanh này chúng ta có thể nhấp vào đây và chúng ta điều chỉnh. Ở đây mình nhấp vào phần audio bar này và chúng ta có thể điều chỉnh âm lượng. Chúng ta nhấp vào phần âm lượng này, chúng ta có thể tăng hoặc giảm. Chúng ta có thể tăng lên, khi chúng ta kéo tăng lên thì các bạn sẽ quan sát thấy bước sóng ở phần âm thanh này sẽ tăng lên. Các bạn quan sát thấy. Và nếu như chúng ta muốn điều chỉnh trở về trạng thái gốc ban đầu, các bạn nhấp vào mũi tên tam giác này, nhấp vào khôi phục âm lượng gốc. Khi đấy thì âm lượng gốc sẽ được khôi phục. Và để mở thì các bạn sẽ bấm vào mũi tên tam giác ở đây. Xem trước. Không. Bây giờ thì phần mềm đã bắt đầu ghi hình màn hình. Như vậy thì như mình đã hướng dẫn các bạn, chúng ta có file sau khi chúng ta sẽ không thấy thanh công cụ của phần mềm Active Presenter hiện lên. Ok, như vậy sau khi chúng ta quay video màn hình xong thì chúng ta sẽ lưu file lại bằng cách các bạn nhấp vào tab Active Presenter ở phía bên trên này, hoặc là các bạn bấm phím Ctrl S. Ở đây mình nhấp vào Active Presenter thì chúng ta sẽ thấy biểu tượng lưu ở phía bên dưới này, phím tắt sẽ là Ctrl S. Chúng ta nhấp vào đây để lưu file lại. Sau khi nhấp vào đây thì chúng ta sẽ được máy tự động chuyển đến phần folder mà chúng ta đã set up. Như vậy sau khi chúng ta đã thiết lập ở phần đầu video thì bây giờ mỗi lần chúng ta lưu file thì máy sẽ tự động truy cập vào đường dẫn mà chúng ta mong muốn. Và ở phần file name chúng ta sẽ đặt tên cho video và chúng ta sẽ bấm vào save để lưu file lại. Bây giờ tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta có thể xuất phần video mà chúng ta đã quay này ra file MP4 hoặc là file AV. Ở đây các bạn tìm đến tab xuất, các bạn nhấp vào đây. Như vậy ở trong phần xuất này, chúng ta sẽ có các chức năng xuất ra hình ảnh, xuất ra video, xuất ra tài liệu PDF, ra file Word, file Excel, file PowerPoint và các định dạng mở rộng như các bạn đang quan sát thấy. Ở đây thì chúng ta sẽ quan tâm đến việc xuất file ra file video thì các bạn sẽ nhấp vào video. Trong bảng hộp thoại tiếp theo hiện ra thì chúng ta sẽ có tùy chọn xuất, các bạn có thể chọn hoặc là không chọn xuất phần Jompan hoặc là di chuyển chuột hoặc là xuất hoặc là không xuất phần âm thanh. Ở đây thì chúng ta sẽ tích vào cả ba mục này. Ở trong phần tiếp theo chúng ta cần quan tâm đó là phần video. Trong phần video này chúng ta có thể tăng giảm kích thước ở đây. Các bạn tăng giảm thì chiều rộng và chiều cao phía bên dưới sẽ tự động nhảy theo. Hoặc là chúng ta có thể thay đổi trực tiếp ở phần chiều rộng phía bên dưới. Ở đây mình nhập 800 thì phần chiều cao sẽ tự động giảm xuống theo đúng tỷ lệ. Ở đây mình sẽ để ở mặc định là 1920, 1080. Ở phần tốc độ khung hình thì chúng ta sẽ để mặc định. Ở phần âm thanh thì các bạn có thể thay đổi kênh âm thanh từ stereo sang mono. Ở đây mình để stereo và ở phần tốc độ bit là tốc độ của âm thanh thì các bạn sẽ lựa chọn phần tốc độ mà các bạn mong muốn. Ở đây mình để là 128. Phần tiếp theo mà chúng ta cần quan tâm đó là phần đầu ra. Chúng ta có thể định dạng đầu ra là MP4 hoặc là đuôi AV hoặc là một số đuôi phía bên dưới này. Ở đây mình để là MP4. Ở phần tập tin đầu ra, tức là vị trí chúng ta lưu file, chúng ta sẽ nhấp vào duyệt tìm. Chúng ta sẽ tìm đến địa chỉ mà chúng ta muốn lưu file. Ở đây mình lưu vào trong folder Active Presenter. Và ở phần file name thì chúng ta có thể đặt tên cho file. Chúng ta có thể để tên file theo tên của file mà chúng ta đã lưu, hoặc là chúng ta đổi sang tên file mới. Ở đây mình đổi thành xuất file video. Sau đấy chúng ta bấm vào save. Tiếp theo chúng ta còn một phần đó là phần nâng cao. Phần nâng cao này cho phép chúng ta cài đặt hình ảnh thu nhỏ của video. Chúng ta có thể chọn hình ảnh thu nhỏ của video ở phần slide hoặc là chúng ta có thể chọn một ảnh có sẵn ở trên máy của chúng ta bằng cách chúng ta tích vào phần chọn ảnh trong máy tính. Và ở đây thì chúng ta có thể nhấp vào tìm duyệt và chúng ta tìm một file ảnh mà chúng ta muốn đặt làm ảnh đại diện cho video mà chúng ta sẽ xuất ra. Ở đây thì mình sẽ chọn ngẫu nhiên một tấm hình mình đã có ở trên máy của mình.
Giả sử nếu như chúng ta chọn tấm hình này làm hình đại diện, sau đây chúng ta bấm vào OK thì máy sẽ tiến hành render kết xuất ra video. Và nếu như chúng ta không muốn chọn hình đại diện thì chúng ta có thể bỏ qua bước này. Bây giờ máy sẽ tiến hành render để kết xuất ra video dạng MP4 như chúng ta đã thiết lập. Thời gian render ra video sẽ nhanh hay chậm tùy thuộc vào nội dung video chúng ta quay và chúng ta chỉnh sửa, cũng như là phụ thuộc vào cấu hình máy của chúng ta. Sau khi render thành công thì chúng ta có thể mở file bằng cách nhấp vào đồng ý, hoặc là chúng ta có thể nhấp vào mở thư mục thì máy sẽ mở thư mục mà chúng ta đã lưu file. Khi chúng ta nhấp vào mở thư mục thì chúng ta sẽ có file xuất ra và hình ảnh đại diện là hình có tên poster ở đây. Ở đây chúng ta sẽ nhấp đúp lên và mở file video. Và đây là nội dung video mà chúng ta đã quay và chúng ta đã xuất ra dạng MP4. Và khi chúng ta muốn dừng thì chúng ta sẽ bấm vào tạm dừng màn hình. Như vậy thì như mình đã hướng dẫn các bạn, chúng ta có file sau khi chúng ta cài đặt xong phần mềm, chúng ta có thể tải file hướng dẫn sử dụng Như này. vậy trong video này mình đã hướng dẫn các bạn cách tải và cài đặt phần mềm Active Presenter, cũng như hướng dẫn các bạn cách thiết lập để có ngôn ngữ tiếng Việt và cách để có thể quay video màn hình và xuất file ra video dạng đuôi MP4 hoặc là đuôi AV. Nếu các bạn thấy nội dung video hữu ích, đừng quên bấm like, share và bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video tiếp theo từ kênh Học Đồ Họa Online. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.